Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Laravel Framework phiên bản 5.0 tại Trung tâm Đào tạo Thực học Khoa Phạm. Ở bài trước đã hướng dẫn các bạn về Lab Data rồi, tiếp tục bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta nhúng thư viện vào để xử lý cái phần ALS của mình. Bạn thấy rõ ràng ở đây cái phần ALS của mình nó chưa thực hiện đúng công việc của nó. Vì ALS là cái phần chúng ta hiện ra cái những cái chữ không dấu, khoảng trắng thì chuyển thành cái mạch ngang, giúp chúng ta chuyển cái đường liên đẹp hơn. Thì rõ ràng là chúng ta chưa hợp lý phần này lắm, nên tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một thư viện riêng lý phần này. Thì bước thứ nhất chúng ta cần phải làm như sau. Ví dụ tôi vào app, tôi tạo folder tên là chẳng hạn tên là Khoa Phạm chẳng hạn như vậy. Khoa Phạm nhá, hoặc là Khoa Phạm hay đi. Thì bạn thấy rõ ràng là các folder tôi đặt tên giống nhau ha, đều có chữ đầu bằng chữ hoa, tôi như vậy. Và trong cái folder Khoa Phạm này tôi tạo một cái file tên là function như vậy, cái hàm bsb đây. Và trong cái file này tôi sẽ tổng hợp những cái hàm tôi tự viết ra chứ trong đây. Thì tôi có một cái hàm sẵn rồi, bạn nào có học lớp lập trình bsb tại Khoa Phạm cũng như là vi đĩa vnswap thì bạn thể biết phần này rồi. Thì phần này khá dễ, đây là hai cái hàm mà chúng ta chuyển từ cái chuỗi bình thường thành chuỗi không dấu, copy nó và tôi tiến hành là pass vào đây. Đấy, phần này khá đơn giản, tôi không thích nha bạn, phần này đơn giản. Thì trong hàm này đặc biệt có một chỗ là chúng ta có thể chuyển về tiếng chữ in hoa, chữ in cả chữ cái đầu tiên, chữ in thường nha bạn. Rồi bây giờ tiếp tục làm việc với nó nha bạn, thì làm như sau. Rồi bạn nhìn giùm tôi nè, bây giờ tôi làm với nó thì đầu tiên để cho thằng Laravel hiểu được là bạn vừa những tích hợp gì vào trên web của mình thì bạn cần phải cấu hình ở trong file composer. Ở đây chúng ta có file composer.json của mình, tôi mở file ra nha. Rồi tắt cái đèn. Thì ở đây sau cái phần mà bsr4 thì tôi phải thêm cái nữa để phần autoload là cái phần mà tự động load lên, tôi phải thêm cái nữa và tôi in sau. Ghi là file có ít nè bạn, và tôi hai chấm, tôi mở vuông ra enter được bạn. Và tôi lấy cái file từ app rồi đâu nữa nào, Khoa Phạm rồi, tôi xịt sai nhá, đấy app Khoa Phạm. Và tôi lấy cái file từ là functions có ít đúng nào, nhìn lại nhá. Khoa Phạm function có app.bsb. Rồi tôi vừa tiến hành là cấu hình thêm cho nó cái phần này, bây giờ mình phải chạy lại để cho nó nhận được phần này nha bạn. Để chạy lại cũng khá đơn giản là như sau. Các bạn quan hình một góc mình tôi, các bạn shift chuột phải, open command window here, các bạn chạy với lệnh là bsb composer.fa dump autoload. Tôi sẽ chạy lại phần đó chúng ta nha. Rồi thành công được bạn. Bây giờ cách thử thì đơn giản cực kỳ, bạn cần như sau. Quên lại cái hàm chúng ta vừa viết app http app nhằm Khoa Phạm function, copy phần này và tôi mở cái file chúng ta ra. Chúng ta làm việc với lại là http với là controller, các controller tôi bao quanh này lại nha bạn, bao quanh lại đấy được nè. Tôi sao lại và chờ các bạn xem lần nữa nha. Bây giờ tôi quay lại app enter, tôi nhập tên vào quần thun áo jean được mặc, cái order đây là số 12 chẳng hạn vậy. Tôi copy phần này xuống dưới nha. Bây giờ tôi muốn là khi insert vào thì chỗ quần thun áo jean này ở trong là ILAP phải chuyển thành không dấu và những khoảng trắng cặp bạn chuyển thành dấu cặp nha. Nhấn vào này thì sau khi hình thành xong thì nó chúng ta cũng hiện ra cái thực xét này nguồn mất đi. Bây giờ việc phải là che chúng ta thì bạn thấy rõ ràng ở đây là chúng ta có một cái là quần thun áo jean đã được chuyển đổi bằng cái ALS của mình, được chưa nào. Và tôi vừa hướng dẫn và nhắc lại bạn cách chúng ta tiến hành là insert hoặc là nhúng vào một cái thư viện chúng ta tự tạo ra. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.